Hello, xin chào tất cả anh chị em đang theo dõi video của Tiến ngày hôm nay. Hôm nay Tiến sẽ chia sẻ cho anh chị em cái một chút về cái sàn Zimitano. Cái sàn Zimitano này là một trong những cái sàn đầu tiên của Việt Nam về hoạt động trên lĩnh vực là blockchain, lĩnh vực tiền điện tử đấy. Thì ở đây thì ở cái giai đoạn này thì trong cái thời gian vừa qua thì Tiến cũng đã tham gia cái sàn Zimitano này, cũng lập tài khoản và KYC và thực hiện giao dịch của trên cái sàn này cũng rất là ok, rất là uy tín đấy chào ạ. Đấy, khi mà có những thời điểm là ví dụ khi mà Tiến rút tiền ấy, thì về thì ví dụ rút số tiền lớn mà thì nhân viên người ta sẽ điện về, nhân viên nó sẽ điện về nó hỏi mình là mình nhận được tiền chưa, giao dịch chưa, và cái xác minh của nó thì hệ thống bảo mật của sàn Zimitano này cũng thuộc cái top đẳng cấp. Ví dụ như anh chị em mà đang xài một cái điện thoại, đang sử dụng một cái điện thoại nào đó thì khi mà anh chị em đăng nhập vào ấy, mà sau đó anh chị em sang một cái điện thoại khác ấy, thì anh chị em đăng nhập vào thì nó sẽ báo đỏ anh cho anh chị em. Tức là cái sàn này nó cái công nghệ bảo mật của nó rất là cao anh chị em. Thì ngoài cái việc bảo mật thông thường mà xác bằng xác minh bằng Gmail, khi mà anh chị em rút tiền thì anh chị em rút tiền nạp tiền, anh chị em đều nó khi mà đăng nhập các bước đăng nhập vào thì nó bảo mật rất là cao đấy. Và hiện nay thì có rất nhiều người dùng ở Việt Nam cũng như trên thế giới đã sử dụng cái sàn Zimitano rồi đấy. Thì bây giờ hiện nay trong cái giai đoạn này Zimitano nó có ra một cái chương trình chúng ta đào coin ấy. Anh em như cái đồng Pi, Pi đào Pi, Pi Network ấy, cái đồng đó thì nhiều anh chị em sẽ biết rồi. Thế nhưng mà cái sàn Zimitano này thì rất nhiều anh chị em không biết. Thứ hai, trong thời gian vừa qua ấy, thì khi mà anh chị em đang hoạt động trong lĩnh vực là kinh doanh crowdfunding ấy, hoặc là chúng ta đầu tư trong nhiều cái lĩnh vực khác nhau, đầu tư cổ phần 4.0, thì cái khó khăn của chúng ta là chúng ta chưa biết sử dụng cái việc là gì, nạp rút tiền vào sàn Zimitano như thế nào, hoặc là chúng ta nạp tiền vào trong những cái tài khoản đầu tư cổ phần hay là mua những cái sản phẩm dịch vụ mà liên quan đến tiền điện tử. Thì cái xu thế tương lai là cái xu thế mà chúng ta là gì, sử dụng cái tiền điện tử để thanh toán nó nhanh, nó phù hợp anh chị ạ. Đấy, trong cái thời gian vừa qua cái đại dịch xảy ra thì cái việc giao dịch bằng cái tiền điện tử này nó lại bùng nổ lên, càng bùng nổ mạnh hơn, bởi vì nó tránh được cái tiếp xúc cái tiền mặt. Do vậy là chúng ta giao dịch quét mã QR hay chúng ta giao dịch theo những cái mã ví mà tiền USDT hoặc là Bitcoin, Ethereum hoặc các đồng tiền khác thì nó rất là nhanh chóng mà đảm bảo an toàn, nó rất là nhanh, cái phí dịch vụ thì nó tương đối là rẻ. Đấy. Thì hôm nay thì Tiến chia sẻ cho anh chị em là như nếu như anh chị em nào đã đăng ký kênh YouTube của Tiến mà chúng ta chưa có cái sàn Zimitano này, thì Tiến sẽ hướng dẫn anh chị em cái đăng ký, và đặc biệt là khi mà anh chị em đăng ký ở cái sàn Zimitano này thì anh chị em được là chúng ta tải cái app Zimitano về ấy, cái app Zimitano về thì anh chị em sẽ được đào cái đồng gọi là đồng Rinex, đây là một cái đồng coin sàn nhé. Đồng coin sàn thì cái xu hướng năm nay, xu hướng 2021 22 thì là cái xu hướng là cũng là một trong những cái trend coin sàn. Cái trend coin sàn nó đang phát triển rất là mạnh nhá. Đấy, thời gian vừa qua thì ví dụ Việt Nam có cái đồng coin C98 thì hiện nay nó giá nó cũng gần 5 đô rồi, có thời điểm lên hơn 6 đô. Thì cái sàn Zimitano này thì Tiến cũng để ý là mấy năm vừa qua thì nó không có cái coin sàn đâu. Nhưng mà với hiện nay thì hiện nó lại cho anh chị em ta đào cái đồng coin sàn này. Thì theo Tiến nghĩ thì cái giá trị của đồng coin sàn này là nó khá là ok, là cái cơ hội chúng ta nhận miễn phí của nó. Và hiện nay thì trong cái hơn một tháng thì Tiến đào được là cũng phải gần 2 tháng rồi đấy. Được của tháng rưỡi thì đào được là 31,6 cái đồng Zimitano này. Và hiện nay thì lưu ý với anh chị em là chưa có việc là mua bán cái đồng coin sàn đi đó nhé. Khi mà có thông báo trực tiếp của Zimitano thì anh chị em có việc mua bán trao đổi. Còn cái việc ví dụ anh em nào bảo mua bán mà người ta mời dự án cho anh chị em mua cái đồng coin này đồng coin kia ấy, thì những cái đồng coin đó rủi ro rất là cao. Đôi khi chúng ta chỉ là nhận miễn phí thôi, nhưng mà là chúng ta lại có giá trị. Đấy,
Còn bây giờ từ năm 2017 2018 thì nó có rất nhiều các cái sàn, nó có rất nhiều các cái dự án coi sàn đấy, coi sàn là, hoặc là những dự án này dự án kia đồng coi mà gọi đâu coi coi đi tiếp thị đi chia sẻ ấy. Thì thực ra Tiến Tiến không tham gia những cái đồng coi đấy, tham gia nó cực kỳ nguy hiểm, bởi vì những năm 2017 rất nhiều người đã mất tiền về những cái dự án coi đấy. Ví dụ như là Tiến chia sẻ cho anh chị em là một cái đồng coin nào đó và xong là anh chị em mua tiền bỏ tiền ra 100 đô, 1.000 đô, thậm chí là 10.000 đô anh chị em đầu tư vào, xong Tiến được nhận là 15 thậm chí đến 50% số tiền của anh chị em lợi nhuận đấy. Thì những cái đồng đó là gọi là coin đa cấp, coin đấy là coin rất nguy hiểm, rồi Tiến anh chị em hãy tránh xa những cái đồng đó ra, bởi vì suốt mấy năm vừa qua thì Tiến thấy rất nhiều dự án nó mất tiền rồi. Khi nó bán thì rất là đắt, ví dụ đã bán 0,2, 0,3, 0,5, thậm chí là gần 1 đô. Xong mà khi anh chị em mà nó đưa lên list cho một cái sàn nào đó, nó đủ cái số lượng volume, nó đủ số lượng người ấy, khoảng độ 50.000 hay 100.000 hay bao nhiêu nghìn người ấy, thì nó vào ấy. Nhưng thực tế ra là những đồng cầu coin đó thì nó chẳng có giá trị gì. Khi mà lên sàn bắt đầu nó tống tháo, nó bán ra một mạch là nó giá của anh chị em mua thì đắt và bán thì rẻ, mà thậm chí là tài khoản chúng ta chia đi rất là nhiều lần đấy. Do vậy Tiến không khuyến khích anh chị em là tham gia vào những cái dự án mà chia sẻ mà mua coin nhé. Đấy, còn ví dụ như cái sàn như Zimbabwe này thì Tiến lại chia sẻ, bởi vì nó nhận miễn phí mà nó an toàn. Thứ hai là chúng ta hãy sử dụng cái sàn này để chúng ta, một là ví dụ anh chị em có thể rút tiền từ cái việc là sau này anh chị em có cái ví dụ đầu tư vào cổ phần. Rất nhiều anh chị em đầu tư theo Tiến về đầu tư về Digil hay là Skyway Solar Group chẳng hạn, hoặc là những cái loại cổ phần khác, thì người ta sẽ trả tiền bằng anh chị em bằng cái việc ạ, người ta trả tiền bằng tiền điện tử, và xu hướng trả tiền điện tử sẽ nó nhanh đấy. Thế còn cái việc mà trả tiền bằng tài khoản ngân hàng ấy, thì sau này nó sẽ vẫn là có, thế nhưng mà để nó có rất nhiều các công ty ấy, thì bắt buộc là chúng ta phải là họ thanh toán bằng tiền điện tử đấy, nó xu thế thanh toán bằng tiền điện tử. Còn thanh toán bằng ngân hàng thì nó phải bỏ công ty lại phải bỏ ra một cái lực lượng rất là lớn để chúng ta thanh toán cho nhà đầu tư, bởi vì cái mô hình đầu tư crowdfunding của bên cổ phần chứng khoán ấy, thì nó rất là nhiều nhà đầu tư khi trong một đợt trả lãi trả một lợi nhuận chẳng hạn, hoặc trong một đợt thanh toán thì họ trả rất nhiều người, thậm chí có đến hàng trăm nghìn hàng triệu cái người ta phải chuyển tiền. Do vậy là để mà trả được cái lực lượng đó theo đúng cái lộ trình của nó thì là có một cái lực lượng nhân viên ngân hàng nó rất là lớn. Do vậy trong tương lai họ sẽ sử dụng những cái đồng tiền, những ngân hàng số, những cái đồng tiền gọi là Bitcoin, Ethereum, những đồng tiền có giá trị họ trả cho anh chị em, và anh chị em có thể sử dụng những cái sàn như sàn Zimitano này, anh chị em rút về xong anh chị em chuyển về tiền Việt Nam, thì trong cái sàn Zimitano này nó làm được cái việc đó. Đấy. Anh chị em nào mà chúng ta chưa có hoặc là mới biết cái sàn Zimitano này thì chưa có tài khoản, thì Tiến sẽ để cái đường link ở dưới cái video này, xong anh chị em vào anh chị em đăng ký thì sẽ nó có một cái thì anh chị em đăng ký và chúng ta đăng sau khi đăng ký tài khoản xong thì anh chị em chúng ta khi mà đăng ký tài khoản xong thì anh chị em xác minh tài khoản này, chúng ta tải cái app trong CH Play hoặc là trong gọi là iPhone ấy, thì chúng ta tải về, chúng ta đăng nhập vào, thì là ta tải về đăng nhập vào xong là nó cứ hàng ngày chúng ta vào chúng ta nhận đấy. Ví dụ như ở đây ở trong tài khoản này của Tiến đây thì cái hình như này là ví dụ như ở thời điểm này, ví dụ như anh em để ý là kéo xuống để đào Rinex này đấy, ví dụ Tiến đang đào được 31,6 đồng Rinex này, thì tổng member hiện nay là nó là 283.675 và cái số lượng khai thác là 2,6 triệu rồi đấy, đã khai thác 2,6 triệu. Thì cái số lượng khai thác này nó không phụ thuộc, nó không có số lượng cụ thể, mà nó tùy lượng cộng đồng nó khai thác được bao nhiêu, thì sau đó công ty Zimitano nó mới quyết định cái số lượng coin của chúng ta trên sàn như thế nào. Chắc chắn đây là tiền, nên cho 31,6 đồng này, ví dụ nó lên một vài đô thậm chí vài chục đô là chuyện bình thường, nhưng điều đó là điều trong tương lai. Cái quan trọng nhất bây giờ là chúng ta đăng ký tài khoản Zimitano, là chúng ta tải app Zimitano về và chúng ta đào khai thác, và khi nào nó có tiền thì chúng ta hàng ngày chúng ta vào, mỗi lần nó vào chúng ta tích vào khai thác. Thì cái cách thức thì ta chỉ ở đây ấn chỗ kéo này, anh em để đọc được kéo xuống để đào Zinex này đấy. Thì ở đây chúng ta để ý này, nó có cái chỗ này này, hiện nay đào 0,02 Zinex trên một giờ,
Thì khi nào một cái thanh tím này này bị khai thác tiếp theo là 5 giờ 51 phút thì tức là khoảng 5 giờ 51 phút nữa thì Tiến bắt đầu vào đây, Tiến ấn vào cái chỗ này bạn đang khai thác này, chỗ tím tím này, ví dụ ấn ấn vào trong bạn đang khai thác này. Khi nào mà cái dòng tím này nhập đến chỗ dòng mờ mờ, nhập đến cái thanh chất 3 rồi mờ mờ này, khi nào nó kín hết sang bên phải này. Đó thì bắt đầu khi nào khai thác tiếp theo là chúng ta còn 00 giờ thì chúng ta ấn vào thì chúng ta sẽ nhận được cái đồng Phoenix này. Đấy. Lưu ý với anh chị em là cái đồng này đồng coi sàn của Zimetano, mà Zimetano là một cái sàn là hoạt động rất là uy tín rất là lâu rồi. Đó, đầu tiên ở Việt Nam mà kiên liên kết. Đấy, giao dịch nhanh chóng này, ký quỹ hiệu quả này, DEX nhanh chóng này, đấy, nó nhiều cái hay lắm. Đấy. Thì để Tiến lấy giới thiệu luôn cho anh chị em cái cách thức đăng ký nào, ví dụ ở đây trong cái tổng quan đây, ví dụ như là ID này, giao dịch P2B này, giao dịch P2B tức là anh chị em vào chúng ta có những cái đồng coin đây này. Đấy. Có những đồng coin đấy. Ở đây có nó có USTD này. Đấy. Chọn này, anh chị em để chọn khai thác này. Ví dụ có Bitcoin, Ethereum này, USTD này, Bitcoin Cash này, Litecoin này, XRP này. Đấy. Nó có những đồng coin này thì chúng ta có thể nạp tiền Việt Nam vào nhé. Cái cách thức nạp tiền Việt Nam thì cũng rất đơn giản thôi. Ví dụ anh chị em vào cái ví, anh chị em vào ví xong anh chị em ấn vào ví xong ta nạp, thì những cái video mà nạp tiền ấy hoặc là thanh toán hay là giao dịch thì anh chị em có thể gõ trên YouTube. Sau khi mà anh chị em đăng ký cái sàn Zimetano rồi thì anh chị em chỉ gõ YouTube là cái cách nạp tiền hay rút tiền ở ví Zimetano thôi là nó ra, hoặc là cách xác minh Zimetano. Thì ở đây Tiến sẽ chia sẻ cho anh chị em cái cách thức về chúng ta đăng ký. Đấy. Về sau khi mà anh chị em có cái tài khoản như Tiến ở trên màn hình rồi thì anh chị em hãy có cái phần mời bạn bè này, em tích vào phần mời bạn bè này. Đấy. Nó sẽ ra một cái đường link chia sẻ link này, anh chị em có thể copy cái đường link này chia sẻ cho bạn bè người thân của mình, người ta cũng đăng ký cái sàn Zimetano này và họ cũng cùng khai thác cái đồng Zimetano này, và anh chị em cũng sẽ được nhận cái bonus, nhận cái số phần thưởng là số gọi coin Zinex. Thì hiện đây mình copy đây cách thức thì Tiến làm cho anh chị em, anh chị em bị copy cái đường link này đó. Sau khi mà cái đường link này thì là chính là cái đường link mà Tiến để dưới cái video này nhé, xong rồi ta ra màn hình, anh chị em copy rồi đó. Thì ta ra màn hình đây này. Đấy, ta ra đây vào Google, anh chị em ấn vào Google. Đấy, anh chị em vào trong cái dưới cái video của mình nhé, nó có cái đường link thì anh chị em ấn vào mà cái đường liên kết đấy thì nó sẽ ra cái liên kết, thì anh chị em ấn vào thì nó sẽ hiện lên cho anh chị em. Đấy, thì chờ một chút, nó sẽ hiện lên cho anh chị em là để xong cho anh chị em đăng ký. Đấy. Đó. Đây, mạng hơi yếu. Đấy. Sẽ nó ra như thế này. Đó. Nó ra như thế này thì anh chị em ấn vào cái góc bên phải màn hình kìa. Ấn bên phải màn hình đây. Nó có phần đăng nhập và đăng ký nhá. Nó có phần đăng nhập và đăng ký. Đấy. Phần đăng nhập và đăng ký thì anh chị em tích vào. Hoặc là chúng ta cũng có thể tích vào cái chữ MyLink Zenith thì cũng được. Đó. Đào cũng được, nhưng mà thôi anh chị em đăng ký trước xong rồi ta tải. Đấy, anh chị em ấn vào để đăng ký này. Đấy, thì đơn giản lắm. Anh chị em ấn vào đăng nhập bằng Gmail này. Nhưng Tiến khuyên anh em đừng anh chị em đăng nhập bằng Facebook, bởi vì Facebook nó bảo mật rất là kém hay mất. Thứ hai, đừng đăng nhập bằng Google thì chúng ta lại lộ mất tài khoản Gmail của mình. Đấy, chúng ta nên không nên cung cấp tài khoản Google cho cái bên thứ ba, ví dụ như các sàn như này, bởi rất là dễ là bị lộ. Là chúng ta đăng nhập bằng Gmail này. Đấy, Tiến làm sao cho anh chị em chuẩn nhất. Ví dụ như anh chị em ấy đăng nhập bằng cái tùy Gmail của mình đi nhé, anh chị em nhập vào cái tùy cái Gmail của mình, ví dụ như là một cái bà Gmail bất kỳ đi, phải không ạ? Đấy, một cái bà gái bất kỳ như này, anh chị em ấn vào đây, không biết cái Gmail của Tiến có không đấy, ấn cái văn Tiến này đi, thử cái Gmail để toàn những Gmail linh tinh thôi, thì cứ ấn vào. Đấy. Đó, anh chị em ấn vào thì nó sẽ kiểm tra mày, bấm vào nút đăng nhập chúng tôi. Đấy, anh chị em thấy không? Cái tin nhắn đây này. Đấy, tin nhắn này nó về này. Là đăng nhập vào Zimetano này, đấy. Sau khi mà anh chị em kiểm tra hộp thư thì anh chị em vào cái Gmail này, email đây, bên góc phải màn hình có anh chị em nào bây giờ hiện nay còn tao chưa biết email là không? Rất nhiều anh chị em này. Để ý góc phải màn hình phía dưới này nó có cái số 1 đỏ đấy. Góc phải là mình đấy,
Tại vì thực tế ra là có rất nhiều cái rất nhiều anh chị em là có cái rất nhiều anh chị em có cái không biết đâu. Đấy, khi chúng ta đăng nhập vào đây. Đấy, thì chúng ta đăng nhập vào có cái đăng nhập vào Jupiter này của tôi này. Đấy, tiến tỷ đô la này. Đấy, tiền đã có tài khoản rồi phải không? Đấy. Anh chị em đăng nhập vào. Đúng không ạ? Đấy. Đấy, anh chị em chờ một chút nó loát. Thấy chưa? Thì bây giờ anh chị em vào đây rồi thì anh chị em là có luôn phải không ạ? Đấy, có luôn. Đấy. Anh em để ý nhá. Đấy, thì đấy là cách thức là đăng ký như vậy. Và sau khi mà làm được như vậy rồi thì anh chị em hãy là gì ạ? À, anh chị em hãy đăng ký tài khoản và tích vào đường link đó, thì anh chị em đăng ký tài khoản thì anh chị em theo cái hướng dẫn của nó là tiếng Việt nhé, thì anh chị em cứ đăng ký vào đó. Và sau khi đăng ký xong thì anh chị em nhớ cho Tiến là chúng ta xác minh tài khoản thì luôn và ngay cũng được, và xác minh sau cũng được. Thì cách xác minh thì anh chị em gõ lên YouTube này, anh chị em gõ lên YouTube này. Đó, Tiến hôm nay Tiến hướng dẫn rất là cụ thể nhé, cụ thể cho anh chị em này, cách xác minh này, cách xác minh Rimi. Đây nó thấy không? Anh chị em thấy không? Cách xác minh Zimetano ở đấy. Nó có rất nhiều video phải không ạ? Thì anh chị em chỉ cần đây, có rất nhiều anh chị em đang làm hướng dẫn anh chị em cách thức của anh chị em tìm như vậy. Thì anh chị em ấn vào anh chị em xem một cái video. Anh chị em xem một video xong rồi anh chị em vào tài khoản của mình. Cái khi mà đăng nhập tài khoản ấy thì anh chị em sau khi đăng ký xác minh xong thì anh chị em nó đơn giản, nó là chúng ta tải cái app về. Chúng ta tải thì cách thức tải, ví dụ như anh chị em nào sử dụng cái set mà Samsung, Tiến hay sang dùng Samsung thì dùng set và lây thì đây, anh chị em vào chúng ta ấn vào chữ tìm kiếm này, chúng ta tải này Zimetano. Đấy, anh chị em ấn cái Zimetano màu tím này nhá. Đấy, rồi bây giờ anh chị em tải về. Đấy, tải về. Sau khi mà tải về rồi thì anh chị em mở ra, anh chị em mở ra. Tải về thì nó cái cách thức đăng nhập thì anh chị em cũng bình thường, anh chị em ấn vào là chúng ta để nó lại cho chúng ta lại, khi chúng ta đăng nhập vào thì ta nhập Gmail vào, xong nó lại gửi tin nhắn về Gmail, xong chúng ta ấn vào là nó vào thôi. Đấy, nó rất là hay. Đấy, thì đấy là cái cách thức mà khi sau khi em tải xong về rồi thì nó lên như thế này anh chị em này. Đấy, nó lên đây Zimetano này, ấn vào đấy, vào đây phải không ạ? Thì rất là hay. Và hàng ngày thì anh chị em vào, sau khi đăng nhập vào nhá, thì phải là anh chị em đăng nhập Gmail vào này, thì chúng ta gì ạ? Chúng ta nhập vào thì chúng ta vào cái phần ví, chúng ta vào phần ví và chúng ta đào. Đấy. Chúng ta đào phần ví, chúng ta vào. Đấy, chúng ta đào phần ví đây. Ví chúng ta đào đây. Thì chúng ta ví thì chúng ta hãy đây. Chúng ta đào vào phần khai thác này anh chị em này. Nó có phần khai thác này. Đấy, anh chị em ấn vào khai thác. Đấy. Ấn khai thác. Thì sau đó khi ấn vào khai thác thì anh chị em biết là cứ mỗi 24 giờ, ví dụ ngày hôm nay mà lúc 9 giờ 32 phút anh chị em đăng ký và chúng ta vào đào ấy và tải cái app Zimetano về đào ấy, thì anh chị em là đúng cái tầm này, tầm 9 giờ 30 ngày mai chúng ta vào, chúng ta sẽ ấn xuống cái chỗ là kéo để đào Zinex này. Đấy. Thì nó sẽ hiện lên đây. Và anh chị em vào cái chỗ thanh là bạn đang khai thác Zinex này thì nó cái ô tím này nó kín vào rồi, thì chúng ta ấn vào là chúng ta khai thác được, ấn vào là chúng ta sẽ cộng số Zinex vào. Còn cái về cách thức mà chúng ta chia sẻ mà cho anh chị em khác mà họ cũng đầu tư họ cũng muốn tải ấy, thì anh chị em vào phần mời bạn bè này và anh chị em ấn vào cái chữ mời bạn bè này. Đấy, chúng ta cũng copy link này mà ta đi gửi như vừa rồi. Đấy, anh em để ý là ở bên phải phía trên góc trái, bên trái phía trên góc bên trái có ba gạch đấy, nó chưa là cái tài khoản Crown ấy. Anh chị em ấn vào đó thì ở đây nó có ví này, đầu tư này, thì anh chị em có thể là sau khi đăng ký xong thì anh chị em có thể vào đây anh chị em tìm hiểu các thông tin. Ví dụ như đây về xác minh tài khoản này, thì khi anh chị em nào mà mới đăng ký thôi, anh chị em xác minh tài khoản thì anh chị em ấn vào xác minh tài khoản và anh chị em xem được cái video vừa rồi thì anh chị em biết là gì, mình phải đăng ký thông tin về xác minh số điện thoại này, tải chứng minh thư nhân dân này, tải gọi là bằng lái xe các kiểu lên vào đó thì anh chị em xác minh. Đấy, còn về phần ví về nạp tiền thì anh chị em lại tiếp tục anh chị em vào YouTube, anh chị em gõ là cách nạp tiền rút tiền Zimetano hoặc cách sử dụng sàn Zimetano như nào. Đó, rất là đơn giản thôi. Thì anh chị em chỉ cần bỏ ra một thời gian ngắn khoảng độ 30 phút thì hoặc là người nào nhanh thì khoảng độ 10 phút, 15 phút là xong cái việc là chúng ta đăng ký rồi tải app Zimetano để xác minh. Đó là một số cái thông tin em chia sẻ cho anh chị em. Còn đấy anh chị em nào mà chúng ta quan tâm đến cái sàn Zimetano này mà muốn đào cái đồng coin Zinex này
làm có đồng coin rất là tiềm năng, thì anh chị em hãy đăng ký cái tài khoản ở dưới Tiến, để cái đường link ở phía của cái sàn Zimetano ở dưới cái video này, anh chị em hãy nhấp vào đó, anh chị em nhập vào mai và đăng ký. Thì kết thúc cái video ở đây, xin cảm ơn tất cả anh chị em đã theo dõi video của tiếng này, và chúc tất cả anh chị em chúng ta đào được thật nhiều cái đồng index này, chúng ta đào được càng nhiều càng tốt anh em, tài tiền đấy. Đào càng nhiều càng tốt, đây là tiền. Và cái sàn này Tiến nghĩ là cái giá trị của cái đồng coin này thì nó rất là cao đấy. Bởi vì cái sàn, anh chị em biết cái sàn coin, cái coin 98 wallet vừa rồi ấy, nó chỉ có 500.000 người dùng thôi. Nhưng cái sàn Zimetano này nó có hàng triệu người rồi, hàng triệu người dùng rồi. Và nó chưa ra đồng coin đâu nhá. Thì hiện nay bây giờ nó cho anh em đào miễn phí thôi. Thì ví dụ hiện nay đồng coin C98 của nó là ngày xưa nó có 0,075 đô, thì và bây giờ nó mới vừa rồi nó được hơn tháng rồi mà hiện nay nó hơn 4 đô rồi. Ví dụ như bây giờ mà anh chị em sở hữu được 100 cái đồng coin của C98 đấy, thì bây giờ anh chị em đã có bao nhiêu rồi? Anh chị em đã có bao nhiêu rồi? Anh chị em đã có 4.000, hơn 4.000 đô rồi nhá. Đấy, hơn 4.000 đô rồi. Đấy. Do vậy là anh chị em hãy lưu ý là chúng ta hãy cố gắng chúng ta đào thật nhiều. Cái đồng coin Zinex này Tiến tin tưởng chắc chắn rằng là anh chị em đào, mà chúng ta đào được nhiều thì chúng ta sẽ có số lượng tiền khá là ok đấy. Đấy, do vậy là cố gắng. Xin cảm ơn tất cả anh chị em.